Quý viên trưởng và chiến hữu, thưa quý vị, chúng tôi xin được kể quý vị một câu chuyện rất nhỏ. Là con trai độc nhất trong một gia đình có đến 7 người, chị và em gái. Người thiếu niên 10 tuổi khi đến Hoa Kỳ sau khi miền Nam bị quân xâm lăng cộng sản cưỡng chiếm. Anh đã tốt nghiệp một trong những trường đại học tư nổi tiếng của Hoa Kỳ, University of Southern California, USC, tại Los Angeles. Người thanh niên này đã không chọn văn phòng hay cơ xưởng để tìm đường tiến thân, nhưng để trả ơn cho quê hương mới và vì lý tưởng tự do và để nối tiếp bước chân của những người thân thuộc và nhất là thân phụ của anh, Thiếu tá Lương Xuân Đương, một sĩ quan cấp tá của Thiên quân lục chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Anh đã gia nhập quân lực Hoa Kỳ vào năm 1987. Từ những ngày tháng đầu tiên gia nhập quân đội, anh đã không chọn nơi yên thân nhàn nhã, nhưng đã hiên ngang xông pha trận mạc, đối diện với quân thù, làm tròn nhiệm vụ được giao phó, xứng đáng với những cấp bậc và chức vụ được ân thưởng. Sau 27 năm phục vụ, người thanh niên tị nạn năm nào nay đã là một sĩ quan cao cấp và trở thành người chiến sĩ Hoa Kỳ gốc Việt đầu tiên trong lịch sử quân lực Hoa Kỳ được phong chuẩn tướng vào ngày 6 tháng 8 2014. Trong ngày vui và làm hãnh diện cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn ở khắp mọi nơi, ông không quên những đồng đội thân phụ của ông khi ông nói: "Chính là thân phụ tôi, một đồng đội của các anh, mà vì vậy một nửa con tim tôi lúc nào cũng hướng về đất mẹ, dù đã 39 năm xa cách. Không có sự hy sinh xương máu của các anh thì chúng tôi chắc chắn cũng không có ngày hôm nay. Tổ quốc mãi mãi ghi ơn, vậy tôi xin các anh nhận cái chào của tôi." Và đó là chuẩn tướng Lương Xuân Việt đã chào tất cả những quân nhân có mặt trong buổi lễ gắn lon của ông tại Fort Hood, Texas vào ngày 6 tháng 8 2014. Kính thưa tất cả quý vị, mặc dầu bận rộn với cuộc sống của một chiến binh, nhưng cũng được biết ông chơi đàn và hát rất hay, nói tiếng Việt rất giỏi. Ông và bà Kim Lương được có 3 con, một cô gái lớn sắp hoàn tất đại học và 2 con trai. Hiện nay ông đang phục vụ tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Tố trong nhiệm vụ có một director của G8 quân lực Hoa Kỳ, giữ một nhiệm vụ quan trọng chuyên lo về quân cụ, vũ khí, tương lai cho toàn thể lục quân Hoa Kỳ. Đáp lời mời của ban tổ chức, tướng Lương Xuân Việt đã nhận lời đến tham dự buổi hội ngộ đêm nay, và đây cũng là lần đầu tiên ông gặp gỡ đồng hương trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Tố. Kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi hân hoan và hãnh diện được giới thiệu đến quý vị chuẩn tướng Lương Xuân Việt và phu nhân. Xin mời chủ tướng.
Thưa quý vị, Chủng tướng như tôi hồi nãy có nói đó, Chủng tướng Việt ông hát rất là hay. Nếu quý vị nghĩ rằng Chủng tướng Việt hát hay đó thì xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn. Dạ, kính thưa các lãnh đạo của cộng đồng Hoa Thịnh Đới, kính thưa các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa, các viên trưởng, các anh em gia đình Thủ Đức và tất cả những quý đồng hương ở vùng Hoa Thịnh Đới. Trước hết thay mặt cho những anh em quân đội Mỹ gốc Việt, tôi muốn cả một lời đa tạ quý vị về những cái sự đón tiếp chu đáo và những nhiệt tình cộng đồng Việt Nam đã tỏ với lại anh em tôi. Và điều thứ nhì thì tôi cũng muốn cảm ơn anh Hùng và anh Dũng cho cái giới thiệu tôi nghĩ là hơi rộng lượng. Khi vô quân đội tôi không bao giờ tôi nghĩ là có ngày mà lên tướng. Mà khi lúc lên tướng thì tôi cũng nghĩ là mình là một con người may mắn, mà phần đông là những cái công của bố mẹ, những cái công của đồng đội, những cái hy sinh của những đồng đội mình ở chiến trường đã tạo cho mình một cái cơ hội hôm nay. Thì thật sự là 70% là về cái đó. Nhưng mà cũng số nhỏ là về may và may mắn. Tôi nghĩ là tôi là con người rất may tại vì tôi sống ở một nước tự do. Tôi là người rất may tại vì tôi là sĩ quan của một cường quốc. Nhưng mà tôi cũng rất may là tôi, trong dòng máu tôi là dòng máu dân tộc, đã có 4.000 năm văn hiến. Và tôi rất may là trong máu tôi cũng chảy những dòng máu và di tích của Quang Trung, của Lê Lợi, của Trần Hưng Đạo, của Ngô Quyền. Thì dù bận rộn bao nhiêu mà cũng có nhiều hội Việt lẫn Mỹ mời tôi trong vòng một tháng này để đi dự những cái tiệc cũng tương tự như vậy. Nhưng mà tôi đề nghị là tôi với nhà tôi là phải hôm nay là phải có mặt, tại vì có vài điều tôi muốn nói. Điều thứ nhất là tôi muốn nhìn tất cả những anh em quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà nói là tôi cảm ơn và Tổ quốc sẽ lúc mãi mãi sẽ ghi ơn. Điều thứ nhì mà tôi muốn tới đây là tập về truyền thống. Trong gia đình tôi, cả hai bên nội ngoại và bên vợ tôi là có gắn bó với Thủ Đức. Khoa 4, khoa 5, khoa 7, khoa 8, khoa 12, khoa 14, khoa 18 và vân vân. Thì tôi có rất nhiều gắn bó với mấy anh em. Hai người cậu ruột của tôi cũng như nhiều anh em có mặt ở đây cũng phải đi cải tạo mười mấy năm. Cậu Hoàn tôi thì chỉ là sĩ quan cấp nhỏ Việt Nam Quân. Thì lúc đầu đi 2 năm, nhưng khi lúc về thì bị bắt về cái tội chống chính phủ và phản động. Thì đi thêm mười mấy năm nữa. Cậu Vũ tôi là sĩ quan chính trách chính trị, là hồi xưa bố tôi nói là mảnh khảnh nhất trong đám mấy anh em, cũng phải đi tù mười mấy năm. Nhưng mà khi lúc mấy người cậu tôi về thì tôi mới biết là thế giới rất là nhỏ, tại vì cậu Vũ tôi cũng là bạn tù của một người chú bên vợ tôi là Trung tá Lầu Bình Dính, cũng đi tù mười mấy năm. Và hồi hôm qua tôi biết được tin buồn là chú Dính thở hơi thở cuối cùng ở một cái bệnh viện ở San Jose. Nhưng mà theo lời bố tôi nói trước khi mà ông tắt thở thì ông đã nói là dù chú bác của anh người nào cũng đi tù mười mấy năm, nhưng mà khi mà trở về dù khổ bao nhiêu, mà dù thân thể đã không còn nữa, nhưng mà lúc nào cũng giữ cái danh dự cá nhân, danh dự là một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa và danh dự cho đất nước. Thì cái điều đó là lúc nào tôi nghĩ là tôi cũng, dù tôi là sĩ quan Hoa Kỳ, lúc nào tôi cũng nhớ tới cái điều đó. Và cái điều cuối cùng mà thúc giục tôi có mặt đêm hôm nay là tôi muốn bảo tồn cái lịch sử của
quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Tại vì đã bao nhiêu năm, những nơi như là Quảng Trị, Huế, Hạ Lào, An Lộc sẽ bắt đầu phai đi như là thời gian thôi. Thì nếu mà con cháu thế hệ 2 mà nếu mà không có giữ bảo tồn đó thì nó cũng phai đi theo thời gian. Mà tôi nghĩ là cũng là khó, tại vì khi mà tôi muốn đọc về người Mỹ gọi là Easter Offensive 1972 thì tôi phải đi sưu tầm những cái monograph mà những tướng Hình, tướng Tất, tướng Ngô Quang Trưởng đã viết, mà bao nhiêu lâu, mà mấy cái tài liệu đó thì rất là khó mà tìm, tại vì thường thường là không có ở thư viện. Nên tôi nghĩ cái điều tốt nhất mà chúng tôi thế hệ 2 có thể làm cho tương lai sau là cái việc bảo tồn cho lịch sử, mà trả lại sự thật cho lịch sử cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Vậy một lần nữa tôi xin cảm ơn các đồng hương và tôi chúc mọi người một đêm rất là vui vẻ. Xin chân thành cảm ơn Thủ tướng Lưu Xuân Việt và chúng tôi cũng xin gửi lời chia buồn đến Thủ tướng và phu nhân. Quý vị thấy không, những lời tôi vừa mới thưa tình với quý vị đó, có phải ông ta nói như vậy? Ông đâu có biết, ông là người Mỹ gốc Việt mà đã từng đến đây lúc 10 tuổi đâu. Ông có nói lưu loát còn hơn tôi nói nữa mà, thưa quý vị. Xin quý vị một tràng pháo tay nữa cho Thủ tướng Lưu Xuân Việt. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Quý vị có nhớ trước đây tôi có thưa với quý vị rằng ông chuẩn tướng Lương Xuân Việt ngoài tài điều quân khiển tướng thì ông lại còn biết chơi đờn, biết hát. Ông cậu nói với tôi là ông hát rất là hay, và hôm nay thì ông đã có mặt nơi đây. Vậy thì chúng tôi nghĩ rằng quý vị rằng có đồng ý với chúng tôi là nên mời chuẩn tướng Lương Xuân Việt hát một bản không ạ? Xin mời chuẩn tướng Lương Xuân Việt. Trước khi chuẩn tướng Lương Xuân Việt bước lên đây đó thì thưa quý vị như thế này, vào 2005 đó, quý vị có nhớ khi mà trận bão Katrina ở tại dưới New Orleans không? Thì quý vị biết là cái người mà dẫn cái đoàn quân của nghĩa vụ mà về để mà ổn định lại trật tự đó là chính là chuẩn tướng Lương Xuân Việt lúc bấy giờ. Quý vị thấy cái hình ảnh đó rất là đẹp, rất là hào hùng. Tôi rất lấy làm cảm phục và mến mộ, và đồng thời bây giờ xin quý vị thưởng thức tiếng hát đặc biệt của ông chuẩn tướng Lương Xuân Việt. Phải xin cáo lỗi trước, tại vì thật ra không biết là sao ông cậu nói là tôi hát được, nhưng mà thật ra là phần đông là chỉ hát ở nhà thôi, mà đánh đàn cũng chẳng được bao nhiêu. Nhưng mà hôm nay trước mặt những có những lãnh đạo ở đây thì chắc là tôi phải cố tôi hát một hai bài. Oh,
sau bao nhiêu năm sau nữa có hồn vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay. Còn sẽ hát nhiều hơn nữa cho phản quý vị. Dạ, cảm ơn thật nhiều.